Vừa vào đã thấy con Thresh ăn tương đối nhiều máu, mất đi sau một tình huống ném lao đến từ Nidalee nhá, lao lại trượt. Lần này thì đó là tình huống bọc đầu tốt đến từ Ash. Alista mất flash và Alista có thể sẽ bị ép tới chết ở đây. Tốc biến lên nhặt nội tại, đánh tay sát thương chưa đủ nhiều đến từ vị trí của Soulmaker. Một cú flash chạy đến từ Thresh bên phía bên này, Sọp là người gặp nạn, Sọp còn flash dính Theodos lên bảng. Đó là chiến công đầu dành cho Lucian với Theodos. Rồi thêm một ông Thresh đang đi lạc đây nữa, dính lao là chết thôi. Flash lên đánh tay luôn ạ. Chiến công dành cho vị trí của Kai'Sa 2-0. Nidalee đang đứng núp lùm với tình huống ném lao phóng tỉa các kiểu đi ông. Mất hết spell rồi đấy, còn Sọc còn cái flash thôi à? Có Sọc còn cái flash và Sọc đang muốn ganh rồi. Một tình huống mất tương đối nhiều máu đi từ bộ đường dưới của team Sọc. Lao lần này nó chuẩn và nó là có mạng luôn ạ. Vãi đái Sọc trừng phạt lấy cấp độ 3. Sọc đấm luôn, Alistar hack flash lên Sọc e theo. Sọc đấm liên tục vào mồm, Sọc không có quy nha. Alistar xuất hiện thì Sọc chỉ có thể rút lui mà thôi. Nidalee lên thật rồi, Sọc dính lao rồi. Sọc mất hơi nhiều máu, Sọc flash chạy. Sọc không có mức tăng tốc pha mà Sọc chỉ cầm cái bước chân thần tốc mà thôi. Bước chân thần tốc không đủ để có thể hồi phục và Sọc lên bảng 6-1 rồi anh em ơi. Nidalee 3-0 lấy lại 2 búp và lên level 4 luôn. Phát lướt lên bắn solo luôn đến sau mới cờ nhả bom khói nhặt nội tại đấm thêm phát nữa. Ê Lucian bấm bánh lên hơi mệt nha, sau mới cờ nhà có thiếu đốt cho sau mới cờ nhà solo kill sau mới cờ chết ở đường dưới solo 22, không phải solo 22 mà TP đến át chóc thì đó lại là đôi mạng. Ơ chưa đủ đam, hơi đen. Ây à, cứu. Tốc biến bắn quy bồi sinh tắt dương với thiêu đốt, không đó là bùa đỏ. Nidalee lại có mạng, Sọp lại chết rồi anh em, Sọp 0-3 rồi anh em ơi. Đường dưới có nhất thống, lần này Alistar chắc là chết ở đây. Dính vô ảnh bộ bị bắn bởi con át từ phía bên kia và lên bảng mạng dành cho Sen. Sọp lên được level 6, quyết định angle trở lại đến từ vị trí của Soulmaker. Cấp 4 này với cấp 6, cho bao nhiêu đồ mới đánh lại kèo này đây. Nidalee băng vào và lấy được lưng tương đối nhiều máu của Sọp. Sọp bị át chóc vòng ra và đây là tình huống chắc là lại chết. À! 0-4-1. Đại băng tiện bắn trúng Alistar và Thresh đơn giản có một cú quy vào để có thể e thêm lần nữa. Nhưng mà Alistar hất tung đối phương. Ui, hất nhầm vào lính rồi không? Tấu 2 à? Kai'Sa còn R không? Còn. Chơi tốt. R vào bắn luôn. Đứt trượt, đứt vào Thresh. Trích quy thì không trượt được, đánh tay kích hoạt nội tại không được, bị án từ ngược lại và át vẫn sống. Cắt R vào cover xạ thủ là gắt. Đến từ vị trí của Soulmaker và Alistar vẫn có một cú đứt ăn mạng ít nhất được cho Kai'Sa một cái assist ở đây. Và double kill sẽ có dành cho vị trí của Soulmaker với nhát cắt lần 2. Đường trên bổ quy 1, quy 2 đánh tay, quy 3 e đánh tay, solo kill. Đường dưới Nidalee là liếm mạng thứ 6 rồi. Đường giữa Thresh éo kéo án tử trượt. Thế là hết anh em ạ. Có một tình huống quang lồng đèn cover tôi, Alistar combo cả 2. Alistar này combo cả 2 làm choáng được một người nhưng mà Lucian không dám bắn đâu ơi. Bắn đại đi chứ không? Lưỡi hai xoáy làm cái gì đây? Nidalee xuất hiện 16-4. Với một cái chênh lệch như thế này có nhất thống cho Akali vào nhưng mà Akali làm gì có R. Sen đáp xuống sau cú R không biết làm cái gì hơn. Sọp không làm chậm được ai cả. Sọp không làm chậm được ai mà Sọp bắt được Alistar đang hack flash chạy. Sọp nhả đúp trượt, Sọp dí con Alistar bỏ team lại phía sau. Quách quyết định quay lại đến Sọp tung chiêu cuối ra ép lui được con Lucian. Lucian lâu máu rồi. Thao băng vào cắt E2 quy các thứ đến từ vị trí của Soulmaker. Đại bằng tiện bắn hay rồi. Đại bằng tiện bắn rất hay đến từ vị trí của Ad mà không trúng ai cả. Sọp thì đang bị tấn công với Alistar nhưng Sọp bắn trả và Alistar kích hoạt tăng tốc pha vẫn chết. Sọp có mạng. Giao tranh cực kỳ LCK, 5-6 thằng thấp máu nhưng không ai chết. Ô, vừa nói xong tí nữa có thanh niên để mù. Nhiều chuyện, mất mẹ 3-4 quay tốt. Ê, làm gì đây ông, làm gì đây ông, làm gì đây. Ây à, kéo cái án tử cho nó ra hồn đấy à. À, hay rồi. Thôi thấy mẹ rồi. À, help me. Ê, còn Nidalee thôi, chết Nidalee rồi anh em ơi. Alistar combo, sát thương đã đủ. Giờ con Thresh này đang tấu hài ở đây thì Sọp bên phía bên kia cũng đang có một cú solo cực kỳ căng thẳng với vị trí KTA mid. KTA mid đang thấp máu và Sọp cũng vậy. Lính hết và Sọp bị trúng bắn chết rồi. À, đéo tin tưởng anh em ơi. Kéo án tử là gắt. Nó lại hất tung hai đứa bằng quy cho mà xem, hất tung được một đứa. Làm choáng đúp các kiểu và Kai'Sa đứng bắn. Có một tình huống đóng hộp nhưng Kai'Sa đứng trong hộp bắn ra không đủ sát thương và đó là hai mạng dành cho bộ đội đường dưới team Sọp. 18-8 rồi. Mới tranh có 3k tiền thôi anh em à. 3k tiền nhưng mà nó hơi nhiều thì phải. Soulmaker lại bị đấm mồm rồi. Đường dưới Sọp bắt được Lucian, KTA mid với chúng tôi, KTA mid với chúng tôi flash hộ. Tôi không biết cái tên này là cái tên đam quân gì đấy anh em à. Không biết là một thành viên hay là một thực tập sinh đam quân, một lao nửa cây đánh đấm gì nữa. Soulmaker có nhất thống E2 vào luôn trời.
E2 vào luôn, R vào luôn, chạy đâu, Nidalee bị shut down rồi, các em ơi, còn cái R2 nhưng mà sau mấy cờ không dám cắt, sọc thấp máu, sọc tung chiều cuối, bị Alistar hất tung các kiểu. Một tình huống cover là gắt nhưng mà Alistar vẫn R, hất tung được sọc về và sọc chết rồi, vãng shut down dành cho Lucian. Án chóc quái vật xuống núi rồi, ô cái gì đấy, sau mấy cờ làm gì đâu. Flash chạy, án tử cover, đánh KPK, gã chóc kỳ bà thế này thì đỡ làm sao đây. Chết hết chứ làm sao, thôi ông Sen đứng cái gì đây. Rồi, ping 335 ly 2 đang cầu cứu sọp ở đây. Q3 trượt đến ta ăn chóc, hết sát thương đến ta ăn chóc, bật R chạy. Mấy con lính nhỏ nó che hết sát thương của sọp rồi. Ui, nó nổ Q2 kìa. Sọp không có R và sọp bị cắp chết bởi vị trí của Nidalee. Chạy sang phía bên này, Sen E không tới tầm. Và đó là tình huống Nidalee vẫn đang thả diều. Đức chạy qua tường, E trúng đến từ vị trí của Soulmaker. Nhưng mà chưa đủ nội năng để có thể Q đánh tay thì đủ nội năng để có thể Q rồi. Đòn đánh tay nữa tại hồi tương đối nhiều nội năng, đường dưới PK22 diễn ra. Một cú đúp chuẩn xác dính tương đối nhiều sát thương đến từ thành trường và A chết cùng với sức đi luôn. Tiếp tục tổ chức tấn công tại đây. Một cú án tử chuẩn xác, có một tiếng cắt R vào trước, trích kiếm súng cắt là rát. Đại bằng tiện bắn chuẩn chỉ rồi. Con Nidalee chết, mạng dành cho sau mấy cờ nhưng lặn vào bóng khói thì vẫn không thể sống sót nổi. A chóc xuống núi rồi, sau mới chạy sau mới. Thôi thôi con A đừng có trêu nó bạn ơi, đừng có trêu nó. Nó cung mẹ cung cỡ cung bỏ cạp đấy ông à. KTA mid nghe tức rượt đi, đó là tiểu nhất thống ạ. Sấy thành trừng gọi là mù con mẹ nó mắt luôn. Sọc bị stun và sọc trả chiêu cuối rút lui, cố gắng đánh vào lính để hồi e. Sọc còn e và Alistar đứng sau lính thì sọc bắn không vào máu Alistar được. Sọc quy trượt, sọc vẫn đang cố gắng rất này khó chịu thực sự anh em, và mình kia trong vẫn đang quẩy 1v3. Đó là tình huống có thể lấy được một nàng của support nếu mà có một cú quy chuẩn xác không kịp. Rồi Atrox đến, sọc lướt thẳng và bắn Atrox luôn ạ, vãi đái á, sọc. Sọc lướt ER các kiểu bị cái đúp Atrox giật về và lên bảng rồi, đi cả ba đi hết. Lo cho Suning quá, dạo này sọc đánh như đầu. À, solo kill diễn ra. Đấm nhau không bạn? Tôi chấp bạn 3 level, tôi đấm bạn không chưa phát nào luôn. Tôi chấp bạn 3 level luôn này. Tôi chấp bạn 3 level, tôi đấm bạn rồi. Tôi yếu nhưng mà anh em tôi đông. E nó chuẩn tí xem ơi, E nó chuẩn tí xem nào. Ok, ok. Đấp trượt rồi, át trọng đấp trượt rồi anh em ơi, tấu 2 rồi anh em ơi. Sọp. Có nhất thống. Một tình huống mất thanh trừng sau khi dính vội bộ và Sen có mạng chứ không phải là sọp. Sát thương vẫn rất là nhiều nha. Akali đứng đây tư chiều. Không ai đi ngang qua đây cả. Ôi, nó rở mà nó bắn sâu với cờ không chưa phát nào luôn kìa. Bị êm lại bởi sọp. Một tình huống E vào đến từ vị trí của sâu với cờ nhưng mà sọp đã bắn hạ vị trí của Kai'Sa rồi. Kai'Sa chơi hơi dại. Red lại là mù mắt đến từ vị trí của Red. Ê, team đã ép Baron rồi nha. Team đã ép Baron rồi nha. Move, 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 move. Move không kịp rồi anh em ơi. Đại băng tiện bắn luôn, Alistar không có chiều cuối, bị đấm lại. Nhưng mà mất Baron rồi, E flat. Lạy chúa tôi có Sen E flat, mù mắt. Fred đóng hộp sau đó cố gắng rút lui ạ. Sọp chết trước, Akali của Summaker đến trễ. Cắt R vào một mạng có Summaker, có thể double kill ạ. Không kịp double kill rồi. Chết sạch cả đám mông, ăn đúng một mạng cái xà. Chiến thuật gọi là nhất thống thiên hạ nào. Sọp vừa mất E xong, sọp tung chiêu cuối chạy. Fred quang lồng đèn khá là hiểu ý nhưng mà ăn ngay ngọn lao ạ. Sọp cố gắng rút lui ra, có đóng hộp nhưng không súng ai cả. Một thứ băng vào để át chóc. Alistar băng vào với chiêu cuối bất khuất, dính án tử, đang cố gắng hành hạ dã man con Atrox bên phía bên này đang quật sọp. Sọp vẫn đang cố gắng trả sát thương lại và KTA mít tốc biến lên bắn sọp có mạng với cú quỳ cáo án tử thành công đến từ Thread. Đó là cú cắt R2, chưa lấy được mạng sang thủ đối phương. E2 thì có mạng rồi, 35 ping ly 2 vẫn đang quật tốt phía sau. Đó là tình huống Thread vẫn đang cố gắng dãy dụa với cú kéo án tử chuẩn chỉ. Bên này sọp tìm kiếm Alistar nhưng mà không tìm nổi. Bên kia thì Atrox vẫn đang 1v4, double kill, nó có thể là quát ra. Một mình Soulmaker điều đam, con Sen quá cover với Soulmaker. Nhặt nội tại đấm quy liên tục, Soulmaker có mạng rồi. Alistar đang đứng bấm B về đây và sọc không làm được gì cả. Đấy, phát được combo đấm mồm cho. Trời ơi, kèo này con Alistar đi vào đầu sọp rồi. À! Hết Baron rồi, hết con mẹ nó ngồi lại Baron, đéo có lính cũng ca. Quét sạch cho team sọp anh em ơi, và comeback cực kỳ mạnh. Hello my friend. Sọp hơn một level so với Atrox nha.
Sọp né được Q1, né luôn Q2. Thế thì mày Q được cái nào? Q3 thì trúng. Rồi Sọp. Em lừa mày luôn. Em lừa mày Linh luôn, em thấy không? Rồi xong cái cờ biểu diễn rồi, E2 vào rồi R2 thôi. Uầy, tay to vãi đái, xử lý kỹ năng phải là perfect ạ. Vẫn át đi ra ăn đạn lạc chết, đéo hiểu kiểu gì ạ. Át 28 rồi không? Át thế giới à? Át xong ạc rồi. Gặp được cái E1 rồi nha, E2 vào luôn. Quyết định rút, nhà đang toang. Ai à, cái lồng đèn bị ngắt rồi, nhất thống chạy ông ơi. Nó hết CC, nhất thống chạy thôi. Kèo án tử, con lồng đèn các kiểu thì kèo án tử trượt mẹ luôn. Nhìn nó hành hạ con sen, thấy dã man thật sự. E ra đóng hộp chạy ông ơi, flash chạy ông ơi, đúng rồi, flash con lồng đèn các thứ chạy. Arista flash này làm choáng một hết sẽ đi ở đây. Sọp xuất hiện kịp thời. Xong cái cờ băng vào với cú E2 đứt ra để có thể cầu kéo thời gian sen E hay. Bên phía bên kia Kai'Sa phá nhà rồi anh em ơi. Sọp thổi chiêu cuối làm mềm Kai'Sa, Kai'Sa vẫn đang đánh nhà. Bấm đồng hồ để kêu Alistar đánh nhà đi Alistar. Giờ sang bên phía bên này đánh nhà luôn. Đánh cực kỳ hạc ạ. Đánh hạc vãi cả đái luôn. Alistar bắt đầu đánh nhà rồi. Alistar nói bố mình đéo có đam. Hất tung con Kali, Akali ra để đánh nhà. Alistar nói đéo có đam. Alistar đéo biết làm gì hết. Alistar cắm lại con mắt ở đây và sau đó đi bộ về. Alistar bắt đầu chat ôn lên rồi. Đúng mà nó bắt đầu Alistar phá nhà anh em ơi. Đánh nhà cho anh nhưng mà em đéo có đam. Trời ơi, flash lên đầu tư cả chiêu cua lẫn flash để ăn mạng Alistar, nó có đá hay không đây. Át chóc vẫn đang đẩy đường trên, át bật cuồng cung, bật quy các thứ lên, bắn đợt lính rất nhanh nhưng mà đứng giữa thì sao. Bên này thì Sen bị bắt rồi anh em ơi, Sen mất trắng cây máu và chết chay rồi. Đó là một tiếng mất người tương đối đáng trách, mất luôn cả một cái nhất thống để cho con Akali có thể quẩy. Akali có thể nhặt được cái nội tại nhưng mà cắt R2 thì chỉ có chết mà thôi. E được vào, vẫn có mạng dành cho Soulmaker trước khi chết. Bên phía bên kia Sọp đang bắn vào vị trí của Howling. Howling chịu không nổi và sẽ chết ở đây, mạng dành cho vị trí của SOMM. Tốc biến lên bị Angle trở ra. Sọp bắn được, Sọp có triple kill. Sọp tìm kiếm cú quát ra và đó là tình huống quét sạch dành cho team của SOMM. Với một tình huống quét sạch như thế này thì Sọp vẫn có thể tiếp tục giữ hy vọng lấy cái game thắng. Sấy thanh trừng là gắt và Sọp mất tương đối nhiều máu, có redemption, ít nhất là có một tình huống đại bằng tiện bắn trả để lấy mạng. Cây tia mít, cây tia mít chết rồi các bạn ơi. Phát R và đòi mạng xạ thủ đối phương không được. Threat E flash mù mắt coi mẹ nó rồi. Soulmaker tìm kiếm xạ thủ đối phương, bị hất tung lên, có nhất thống hay không đây. Cắt R2 chết xạ thủ đối phương rồi anh em ơi, tìm kiếm mạng nữa. Howling đến hơi trễ và Nidalee bấm đồng hồ cầu cứu đồng đội. Alistar cover là gắt, threat bước lên, đó là mạng dành cho Sen. En ngược trở lại với chỉ một đường mà thôi. En được anh em ơi, tôi nghĩ là En được rồi, đẩy thẳng vào đường giữa và end game thôi nào. Ash ở nhà Deathlink là hợp lý. Cái đại băng tiện bắn cho chuẩn nhá, đại băng tiện với cái án tử làm cho chuẩn chỉ tí là được. Ôi Sọp cẩn thận Sọp ơi, tốc biến lên, Sọp bị bắt rồi anh em ơi. Một tình huống cover là gắt, Sọp không có chiêu cuối rút lui nhưng Sọp trả sát thương lấy được cây máu. Cây tê mít cái out combat ngay lập tức, đại băng tiện từ xa bắn trúng không đầy, câu trả lời là không. Sọp mới cần tìm kiếm xạ thủ đối phương. Bên phía bên kia Sọp khép góc được hai người, redemption hồi máu nhiều. Kai'Sa R vào bắn, R vào trước mặt Akali, đó là quyết định hết sức sai lầm và Kai'Sa chết chay. Sọp thổi chiêu cuối lại đi tương đối nhiều máu cây tê mít nhưng chưa chết. Đó là một tình huống lính siêu cấp tràn vào team Sọp, bắt một phải back về mà không thể nào ăn Baron được hay là có thể đẩy thẳng vào end game. Baron đến team của SOMM. Sọp bắt đầu tanh, mất hơi nhiều đam nha. Thread cần phải kéo án tử xuống của Baron. Bị sấy thanh trừng rất đau, có nhất thống được dùng. Một tình huống giao tranh diễn ra và Sen Thread đang tanh khá ổn. Cú án tử chuẩn xác trúng một cây TA mid thôi xong, Flash vẫn bị dính lưỡi ái xoáy lên bảng. Bên phía bên kia Sọp vẫn bắn được và Howling chết chắc. Đứng giữa là lính siêu cấp và đây sẽ là tình huống end game mà lật kèo không thể nào tin tưởng nó. Đại bằng tiện tham binh nhưng cứ đến từ vị trí của A sau đó vẫn win không thành vấn đề. Nó sẽ là một tình huống TP không có đến từ team 1 để có thể end game bằng một đợt lính siêu cấp khu đường dưới, hết lính siêu cấp đường dưới luôn. Nó sẽ là tình huống lật kèo ở đây. 35 phút trôi qua và lật kèo Israel. Bao nhiêu mạng đây các bạn ơi, bao nhiêu mạng đây. Alistar liệu rằng có muốn liếm mạng ở đây không? Alistar đi ra dâng hiến dính án tử, lần này quyết định án tử là hợp lý. Mạng có dành cho ui bắn hai bắn Alistar Kalista. Vẫn đang tấu hài để có thể phá kèo thôi mà. Một tình huống găm E nhầm vào con lính đến từ Soulmaker. 35 ping lý 2. Andy mấy ông, Andy cái tê mít dậy ở kìa. Án tử hay, có thanh tẩy nhưng vẫn chết. Chiều cuối đã hồi lại sát chiều hoàn hảo lần 2. Bấm đồng hồ câu giờ và đó là mạng thứ 46 cho team Sọp. Lật kèo trong truyền thuyết các bạn luôn. Ui, gánh năm mấy ca đam kìa. Ha 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 ha.